chào các bạn nhá. Hôm nay này mình mới thu được cái máy này. Giá rẻ, dưới 1 triệu. Cho anh em nào cần liên hệ mình nhá. Mình nói luôn là cái màn hình này nó thay rồi. Đó, với lại cái vỏ lưng sau này cũng thay rồi. Đó. Nhưng mà máy pin rất tốt luôn các bạn ạ. Cái này pin rất tốt luôn. Cái này đời máy Sony C5 nhá. Các bạn nên tham khảo cấu hình dùm mình để mình xem là nó là xài. Cái này xài Android 6.0 này. Đó. Bạn ưng liên hệ đến mình nhá. Đây nó bị chày mấy góc này này. Thấy không? Đây chè 4 góc này thôi. Với lại cạnh nút nguồn này nó bị mẻ đây một xíu. Nhưng mà mình bán giá dưới 1 triệu, các bạn yên tâm là xài ok. Không nên nỗi mà phải tệ. Cái này nó đầy đủ chức năng hết nhá các bạn. Đấy, chẳng thiếu chức năng gì hết. Sony này cũng đời cũng khá là cao, không phải thấp. Máy bự nhá. Màn hình của nó hình như là hơn 6 inch hay sao ạ? 6 inch. Máy bự á. Đây có cái iPhone 6 đây, các bạn so sánh thì biết. Để vào màn hình nó còn lọt ra ngoài luôn, thấy chưa? Đó. Và nhân tiện đây mình cũng giới thiệu luôn là chuẩn bị có một cây Oppo F7 nhá. Đây. Cái này thì khách mới đầu ấy, người ta kêu là thay màn hình nhưng mà sau người ta lại bảo là thôi không có tiền, mua xác lại được bao nhiêu. Thì cái này mình thú thật luôn là mình mua cho 1 triệu 3 rồi. Giờ mình cái này nó chỉ hư động màn hình thôi các bạn. Mà mình vào mua vào 1 triệu 3 rồi. Sau mình sẽ làm cái clip con này nhá. Hiện tại bây giờ chỗ lấy hàng nó không còn màn hình này nữa rồi. Đó, máy vỏ vẫn đẹp. Vỏ đẹp ạ. Đây nó bấm vân tay thôi nhá. Máy nó hơi cấn đoạn này một xíu này. Đó, nhưng mà cái này thay màn hình mà nó đẹp. Còn giá bán thì mình cũng chưa nói giá được. Tại vì bây giờ màn hình nó chưa biết là bao nhiêu tiền nữa. Tại nó mới về. Đấy nhá. Các bạn nào mà thích cái máy này liên hệ sớm với mình nhá. Mình bán giá là 950. Các bạn nếu mà mua, một là có thể là cọc mình chuyển Viettel nhận hàng trả tiền, chuyển bưu điện chứ, nhận hàng trả tiền. Các bạn có thể là xem hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hoặc là các bạn có thể là chuyển khoản cho mình thì mình sẽ chịu phí ship cho các bạn luôn. Đó. Rồi cảm ơn các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé, cho mình có động lực làm video nhiều hơn, làm những cái máy mà các bạn có thể là hài lòng ưng ý nhiều hơn nhé. Đó. Chào các bạn nhé.